Xin kính chào bà con, chào các bạn, chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Và ngày hôm nay như thường lệ chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại để làm cho bà con và các bạn những video ngắn để giới thiệu cho bà con về cái mô hình làm giống và cũng như là cái chất lượng con giống, giúp cho bà con chúng ta tiếp cận về cái nguồn giống cây, các loại cây lâm nghiệp, cây cảnh, cây dược liệu nó tốt hơn và chúng ta tiếp cận mua được cái nguồn giống cây nó rẻ hơn. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với bà con về cái mô hình chúng tôi đang nhân giống và phát triển các loại cây giống như cây lâm nghiệp và cây cảnh. Thì bà con có thể nhìn thấy ở đây một trong những cái loại cây mà nó đem lại hiệu quả kinh tế và cũng như là trong thời gian vừa qua bà con chúng ta cũng được theo dõi rất nhiều các kênh truyền thông thông tin đại chúng rồi. Một trong những loại cây đang được rất nhiều người quan tâm và phát triển kinh tế, nó được đánh giá là những cái cây đắt tiền. Đó chính là cái cây tùng La Hán. Nhưng mà tuy nhiên thì đầu video thì chúng tôi luôn kêu gọi bà con là chúng ta ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi bằng cách là chúng ta ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển hơn và đem lại nhiều những video thông tin hữu ích cho bà con tiếp cận về nguồn giống nó tốt hơn. Và bà con muốn tôi làm về những cái video cây giống gì thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc là bà con có thể comment ở bên dưới để bà con chúng ta yêu cầu chúng tôi làm những video về cây đó. Thì bà con có thể nhìn thấy trên tay tôi đây là một cái cây tùng La Hán cao trung bình khoảng 40 phân rồi. Cây bắt đầu phát tán bên cạnh. Thì tùng La Hán là một trong những loại cây nó được mang cái ý nghĩa gọi là như là cây trường thọ, cây cảnh. Nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Thì một cái cây cảnh đẹp thì nó thường có hội tụ rất nhiều các yếu tố như là cổ kỳ, mỹ văn, rất nhiều. Thế nhưng mà tôi không nói sâu về cái vấn đề cây cảnh, bởi vì thực tế thì đơn vị chúng tôi là những đơn vị cây giống cung cấp ra những cái nguồn giống cây tốt. Còn đối với những cái cây mà nó đẹp như nào thì tùy vào từng các nghệ nhân, họ sẽ thả hồn vào cái cây và họ sẽ uốn nắn từng cái cây đó. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi muốn giới thiệu và giúp cho bà con chúng ta tiếp cận thêm một cái nguồn cây giống, đó chính là cái cây tùng La Hán này. Chúng tôi đã làm khá nhiều video rồi. Thì tùng La Hán chúng ta có rất nhiều cách trồng khác nhau. Chúng ta có thể trồng 1,5m, 2m hoặc 1m cũng được bình thường, bởi vì chúng ta trồng đôi khi là chúng ta không phải là nghệ nhân thì chúng ta trồng một thời gian, sau khi khoảng độ vài năm cây nó bắt đầu thân nó mập mạp, thân nó lớn thì chúng ta có thể bán tiếp sang tay cho các đơn vị nhà vườn nghệ thuật cây cảnh để họ chế tác thành những cái tác phẩm nghệ thuật, hoặc là chúng ta trồng thành cây cổ thụ sang tay cho những đơn vị doanh nghiệp khác để chúng ta có cái nguồn thu kinh tế. Thì đối với cái tùng này thì mỗi một năm nó phát triển lớn lên bao nhiêu thì cái centimet đó tính theo cái số tiền của cây. Thì tùng La Hán hiện nay đang là một trong những loại cây rất hot và rất nhiều bà con quan tâm. Thì hôm nay tôi lại có thời gian ra vườn để làm những video ngắn như thế này để giới thiệu xúc tích cho bà con chúng ta hiểu thêm về cây tùng La Hán và chúng ta trồng, cái kỹ thuật chúng ta trồng như nào. Đối với cây tùng La Hán này thì bà con chúng ta lưu ý là nó lại không ưa phân hóa học nhiều. Nó thường thường nó hay ưa những cái phân chuồng như là phân bò, phân trâu hoặc là phân gà. Nhưng đặc biệt thì đó phải là những cái phân khô. Đó thì chúng ta trồng và chăm bón sẽ nhanh lớn hơn. Tuy nhiên thì là cái quá trình chăm sóc và cái cây tùng La Hán này nó cũng phải đảm bảo cái yếu tố kỹ thuật, là bất kỳ một cái cây nào cũng vậy, bà con chúng ta quan tâm yêu thương chăm sóc cái cây thì nó mới phát triển, nó mới lớn. Để bà con chúng ta lưu ý như vậy là chúng ta trồng, nếu mà chúng ta cứ dầm mưa ra vứt đó thì nó cũng không được phát triển nhiều đó. Thì cái cây nào cũng vậy, thì cả cây lúa bà con chúng ta trồng thì cũng thế. Đây bà con có thể nhìn tất cả các cây phát triển rất là đồng đều, 30-40 cm, cây rất là đẹp đó, bầu lớn hết nhé các bà con nhé, bầu lớn hết. Những cái cây như này thì chúng tôi đang hàng năm chúng tôi làm rất nhiều, bà con có thể nhìn thấy ở đây. Hàng năm chúng tôi làm rất là nhiều, mỗi một luống như này nó trải dài khoảng độ từ 1,5 đến 2 vạn cây cơ. Đây chúng tôi làm phân bổ từng vùng để giúp cho bà con chúng ta có thêm cái nguồn giống để tốt hơn. Thì cây theo yêu cầu một số bà con thì cây 30-40 cm này là chúng tôi cũng đã có rồi đó. Thì để cung cấp cho cái vụ mùa năm nay thì bà con có nhu cầu mua cây giống thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo đường dây nóng chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp theo số điện thoại bà con add Zalo để được hỗ trợ tốt nhất về cái kỹ thuật trồng cũng như là cách chăm sóc cây tùng làm sao để cho nó chuẩn nhất. Chúng tôi luôn có đội ngũ chuyên gia hàng đầu với cây giống để tư vấn cho bà con cách trồng, cách chăm sóc cũng như là cung cấp cho bà con về cái giống cây nó đảm bảo nhất. Bà con nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển. Chúng tôi luôn luôn rất mong mỏi bà con chúng ta comment ở bên dưới, bình luận ở bên dưới để chúng tôi hiểu thêm mà khách hàng của chúng tôi đang mong muốn điều gì để chúng tôi thực hiện làm những video liên quan đến vấn đề đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.